buổi sáng nay lại gói gửi rất nhiều dây AV cũng như là dây cắm 3.5 hay còn gọi là dây AV 3.5 cắm điện thoại. Có bác thì mua cả dây 3.5 và dây AV, nghĩa là dùng cả hai thứ. Cảm ơn anh em đã tin tưởng một cửa hàng. Và dây AV thì cửa hàng chỉ còn có gần này anh em nhé. Thì sắp tới thì chắc lại phải nhập thêm để kịp phục vụ anh em. Cứ nhập khoảng 1 tuần, 2 tuần là lại hết một lô hàng. Thì lại nhắc lại cho anh em, đây là những cái dây AV và dây loa, dây cắm điện thoại. Những dây này cửa hàng bán giá 200.000 một dây, báo giá tại cửa hàng. Nếu anh em ở xa, tiền ship sẽ là ở Hà Nội tầm 17.000. Còn các bác ở tỉnh xa, ở thành phố là 30. Còn ở huyện hoặc ở trung ở xa hơn nữa thì tầm 35.000. Thì nó cũng là rất rẻ, bởi vì so với cái công các bác đi lại, bởi vì ai mua thì cũng phải chịu tiền ship, tiền cước. Còn qua là cửa hàng chỉ báo giá tiền sản phẩm, cửa hàng không gọi nó là 230, thì cửa hàng tính là 200.000, thì nó cho nó rõ. Dây này, cái dây này là dây mới của hãng Audiosac, cực kỳ xịn luôn, của Mỹ anh em nha. Dài 1m8, 1m82 đó. Mỹ thì nó có biểu tượng 6 inch kìa, nước ngoài thì nó cứ dùng cái từ inch. Nó xịn thì là cái độ truyền tải âm thanh nó tốt, và cái đầu cắm này nó dày dặn này, nên là các bác cắm nó sẽ cứng cáp, nó không bị gãy, trừ khi là anh em bẻ nó mới gãy. Còn các bác cắm nó sẽ rất bền theo thời gian đó. Và tiếp theo là cái dây AV. Dây này cửa hàng còn tất cả chỗ này thôi, chắc được tầm chục dây nữa. Cái gói kia thì chỗ này còn chục dây thì chắc bán 1-2 ngày hết đó. Thì anh em mà cần lại đặt, cửa hàng sắp tới vẫn sẽ phải nhập về vì hết rồi. Đầu cắm cực kỳ xịn luôn, nó dày, anh em có thể nhìn thấy cái viền vàng này nó rất dày đúng không ạ? Thì là cái độ ôm, độ giữ, độ chắc chắn vào cái lỗ AV của âm ly của đầu CD của lọc nhạc nó sẽ chắc chắn. Thì nó sẽ không bị sôi ù, không bị mo ve. Bởi vì nếu nó mỏng manh, nó vỡ khi các bác cắm nó không tiếp xúc thì nó gọi là thiếu mát, thì nó sinh ra tiếng sôi ù hoặc là mất vế loa. Mất vế loa là chính một nguyên nhân chính là do các bác là đường tín hiệu nhạc và nó bị mất một vế, thì là một vế loa làm sao có tiếng. Đấy là một trong những cách để anh em test sản phẩm. Bởi vì nhiều bác mua âm ly về như là, như mà dây loa hoặc là dây cắm AV nó bị hỏng nên là nó mất vế loa, nên là gọi điện bảo là sau âm ly mất một vế. Thì tôi vẫn thường bảo anh em là anh em thay một cái dây khác đi, hoặc là đấu cháo dây AV hoặc cháo dây loa để anh em kiểm tra, thì để test, để biết được là nguyên nhân nó hỏng do đâu đó. Thì những cái này nó cực kỳ quan trọng cho quân thanh. Nếu anh em đầu tư một chút thôi, mặc dù giá tiền chỉ đắt gấp đôi so với những cái dây Choicy của Trung Quốc mà ngày xưa cửa hàng vẫn dùng và vẫn bán, thì những cái dây này là dây của Mỹ, của Đức, đắt hơn có gấp đôi thôi, nhưng nó xịn hơn rất nhiều lần. Đó là xịn về cấu tạo bên ngoài, và xịn tiếp theo là về chất lượng, về độ truyền tải âm thanh. Đó là những cái mà các bác sẽ nhận được. Thì đây cửa hàng đang gói rất nhiều đây cho anh em khắp nơi. Thì anh em nào có nhu cầu lại đặt hàng nhá. Cái này thì gần như ngày nào cửa hàng cũng đăng lại cho anh em, để cho bác nào chưa xem thì đặt hàng, hoặc là có nhu cầu thì đặt hàng. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Dây AV của Đức, đầu cắm xịn 200.000. Dây 3.5, dây AV 3.5, một đầu 3.5, 200.000, báo giá tại cửa hàng, không báo ship anh em nhá. Tiền ship là tầm 17 đến 35.000, tùy theo gần hay xa. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.